huấn luyện viên Park Hang-seo loại Xuân Mạnh, Văn Kiên trước trận gặp Malaysia. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định không điền tên hai cầu thủ Xuân Mạnh, Văn Kiên trong danh sách thi đấu với đội tuyển Malaysia vào ngày mai ngày 10 tháng 10. Tuy nhiên, hai cầu thủ này vẫn đồng hành cùng đội tuyển để chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia sẽ diễn ra sau 5 ngày sau đó. Tại cuộc họp kỹ thuật vào sáng nay ngày 9 tháng 10, đội tuyển Việt Nam đã chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 vào 20 giờ tối mai ngày 10 tháng 10. Hai cầu thủ không được điền tên đều là hậu vệ cánh phải, gồm Phạm Xuân Mạnh và Trần Văn Kiên. Tuy nhiên, cả hai sẽ vẫn đồng hành cùng với đội tuyển để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia diễn ra vào tối ngày 15 tháng 10. Việc huấn luyện viên Park Hang-seo không điền tên Xuân Mạnh và Văn Kiên trong danh sách thi đấu cũng là điều dễ hiểu khi vị trí cánh phải hiện đang có Trọng Hoàng, Vũ Văn Thanh đảm nhận rất tốt. Ở trận đấu ngày mai, tuyển Việt Nam sẽ mặc trang phục áo đỏ, quần đỏ truyền thống, còn Malaysia sẽ mặc trang phục áo vàng. Trọng tài 34 tuổi người Iran cầm còi trận đấu này. Đây là lần đầu tiên ông làm nhiệm vụ ở một trận đấu có đội tuyển Việt Nam. Với lợi thế là sân Mỹ Đình, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo rất cần giành chọn 3 điểm trong thi đấu vào ngày mai để tranh vị trí ngôi đầu bảng G, khi dòng vàng hiện tại chỉ có mới 1 điểm, đang tạm xếp thứ 4 của bảng đấu được gọi là tử thần này. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức Dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé.